tại huyện cần chuột Ban quản lý khu kinh tế tỉnh long an đã có buổi kiểm tra phương án tái sản xuất của một số công ty doanh nghiệp theo phương châm ba tại chỗ trong khu công nghiệp tân kim và tân kim mở rộng thị trấn cần chuột huyện cần chuột theo đó, đoàn kiểm tra phương án sản xuất kinh doanh ba tại chỗ của các công ty doanh nghiệp như việc bố trí nơi ăn ở và làm việc cho người lao động, thực hiện tiêm vaccine và lập danh sách người lao động, đồng thuận tạm trú tập trung tại doanh nghiệp, phương án đảm bảo y tế và nơi cách ly cho công nhân, lao động khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 tại đơn vị. Qua kiểm tra, đoàn nhắc nhở yêu cầu toàn bộ công nhân lao động phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine và test tầm soát COVID-19. Nếu kết quả test âm tính thì mới được vào công ty làm việc tăng cường tuyên truyền dẫn động công nhân lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch nguyên tắc 5 k trong đó tập trung vào khẩu trang khoảng cách khử khuẩn trong suốt quá trình làm việc bố trí thêm nhà vệ sinh và phòng nghỉ cho công nhân lao động ngoài ra công ty doanh nghiệp cần có phương án y tế tại chỗ thực hiện việc tết sàng lọc theo định kỳ